Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel Summon New. Thì video hôm trước ý, mình làm cho các bạn tới 3 con bàn phím khác nhau nhưng đều là bàn phím TKR, bàn phím rút gọn. Thì hôm nay mình sẽ nên cho các bạn một con bàn phím full size cực ngon đến từ một thương hiệu mà chắc là bạn nào hay dùng bàn phím tàu sẽ biết, đó chính là thương hiệu Naven. Con này có tên model là K990, một trong những con bàn phím full size bên mình đang bán chạy nhất. Đối với con K990 ấy thì nó có những cái điểm gì đặc biệt thì mình phải nói qua các bạn. Đầu tiên ý, thì con này không còn là nét rainbow nữa, nó cho mọi người một giải nét là nét RGB chỉ 7 màu cực đẹp. Nét RGB này thì nó có tới 9 chế độ đèn nét khác nhau cho bạn tùy chọn, các bạn thay đổi tùy theo ý thích, cực kỳ ngon. Đây là con bàn phím full size K990 đến từ Naven, một con bàn phím mà mình đánh giá là nó quá là ngon. Nói về phím đi thì con này không có hot wick, tức là các bạn không thể nào mà tháo được cái trục phím cơ của nó ra, các bạn chỉ có thể thay thế được cây cáp của nó mà thôi. Cây cáp con này thì thuộc dạng cây cáp in laser nhưng dạng xuyên nét nhá. Với dạng xuyên nét này thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm trong việc phím mở, đặc biệt là dùng đến bao giờ nó hỏng phím cũng không mở hiện tượng mở phím. Vì cái dạng mà khắc Narea này còn khắc kiểu để xuyên nét ấy thì bản chất nó là khắc bên dưới, nên là các bạn có đánh bên trên như thế nào đi chăng nữa nó cũng không thể mở phím được. Thứ hai, về trục phím cơ thì con này sẽ cho các bạn là một trục phím cơ là BU Switch. Với trục phím BU ấy thì nhiều bạn cho rằng là cái trục phím này ồn, tiếng nó không nghe hay. Thì bản chất ấy, nếu như các bạn dùng phím cơ ấy, thì cái này là tùy thói quen của từng người. Có những bạn, thích một cái âm thanh phím cơ nó phải vang vọng khi làm việc để thể hiện, để nghe được cái tiếng bàn phím cơ làm sao nó vui tai, nó bắt tai khi mình làm việc hay làm bất kỳ chơi game hoặc làm bất kỳ công việc gì đó. Thì cá nhân mình hoặc là tùy từng người, đa phần, nói chung là đa phần các bạn đều thích, các bạn muốn có một cái trục phím cơ nó phải có tiếng. Đương nhiên sẽ có những cái loại red switch hay black switch, thì những cái trục phím cơ đấy nó có rất nhiều loại trên thị trường. Đương nhiên những loại có những loại sẽ không có tiếng, và cá nhân mình thì mình thích một trục phím cơ nó có tiếng, mà tiếng ý, nghe càng vang thì cảm giác mình càng thích. Đôi khi nó đem lại cái vấn đề ổn, nhưng đấy không phải là vấn đề. Bàn phím cơ thì mình chấp nhận cái câu chuyện đấy. Rồi tiếp đến thì con này có một cái ưu điểm tiếp theo, đó là được thiết kế với cái trục phím cơ cao. Cái trục phím cơ cao này các bạn có thể hình dung cho mình là khi các bạn đánh đổ nước hay bất kỳ các bạn đánh vương gì trên đây, thì với dạng trục phím cơ cao nó có thể giúp bạn chống nước một cách thoải mái. Khi bạn vệ sinh, các bạn dùng chổi phụ kiện quét bàn phím, bạn quét phát sạch, ok. Và nó vệ sinh cực kỳ đơn giản và dễ hơn rất nhiều so với những cái bàn phím cơ mà không làm trục phím cơ cao. Rồi thì có một cái điểm nhấn trên này, đó chính là nó có 3 cái nút thao tác nhanh và một cái núm thao tác nhanh. Thì cái núm này cho phép các bạn là tăng giảm độ sáng, bật tắt âm lượng. Còn 3 cái phím thao tác nhanh này sẽ có thể các bạn là next, bow và chuyển tiếp bài hoặc lùi bài hát khi bạn nghe nhạc. Thì thực ra phím này cá nhân mình thì mình thấy nó không quá quan trọng lắm, tuy nhiên có vào thì nó sẽ đẹp hơn và không có cái gì là một cái thiết kế thừa cả. Rồi thì phím này là một bàn phím full size, tổng trọng lượng con này nếu như mà mình ước lượng nó sẽ rơi vào đâu đó khoảng 800g. Lý do vì sao mà nó không nặng như các bàn phím cơ thông thường trên thị trường ý là vì con này không được làm hoàn toàn bằng sắt, nó chỉ có mặt đáy là bằng sắt thôi. Còn cái mặt phía trên này, mặt của phím này, nó là bằng nhựa không phải bằng sắt, chính vì vậy con phím này nó khá nhẹ so với các bàn phím cơ trên thị trường. Tuy nhiên để bù lại thì đương nhiên nó có hai phần giá đỡ của phím, đây cái giá đỡ nâng phím này, và có bốn cái miếng, năm miếng đệm chống trơn trượt. Khi bạn làm việc kê ấy thì bảo đảm mặc dù phím có nhẹ hay nặng thì khi bạn kê lên nhá, nó có cái miếng mút chống trượt này, bảo đảm không một trượt luôn đó các bạn. Như là mình có rung cái bàn luôn mà phím nó vẫn còn không trượt được. Với một cái mức giá cho một con bàn phím cơ full size đâu đó khoảng hơn 400.000, các bạn có cả cho mình một cái dây kết nối với một cái cục chống nhiễu nhá. Cục này thì cực kỳ tốt khi các bạn kết nối và khi các bạn chơi game. Lý do là vì khi có cục này nó sẽ giảm thiểu với việc là delay hay là mất kết nối tạm thời của phím với máy tính.
cái cục này gọi là cục chống nhiễu nhá, nó sẽ tăng cái hiệu suất kết nối tốt hơn giữa phím và máy tính để bạn có thể thao tác được mượt mà hơn. Rồi ok, thì đấy là một vài cái ưu điểm của con phím này. Về nét thì các bạn sẽ có cho mình là một dải nét RGB cực kỳ đẹp, không còn là nét rainbow như các bàn phím như K550 trước đây nhé, mà con này là nét RGB, có tới 9 chế độ chuyển màu khác nhau cho các bạn tha hồ lựa chọn. Rồi tiếp nữa là gì? Tiếp nữa sẽ có cho các bạn đó chính là về cái thao tác khi mình sử dụng phím ý, thì mình thấy hành trình phím con này khá là ổn, với một cái thao tác phím mà mình đánh giá rất là ngon nhé. Bàn phím được thiết kế khá là công học khi nó mở giữa và nồi ra hai phần hai bên. Với kiểu thiết kế này thì khi làm quen với bàn phím các bạn sẽ nhanh làm quen được với phím hơn và thao tác nó sẽ được mượt mà hơn. Ngoài ra với âm thanh từ con phím này thì đúng là Blue Switch nó cho bạn một cái âm thanh nghe khá là ổn. Tuy nhiên mình rất thích cái kiểu âm này, và âm này nghe khá là bắt tai nhé. Nghe cảm giác nó cho các bạn một cái âm thanh phím đúng kiểu chất phím cơ xịn sò của những thằng có tiền đấy. Mặc dù phím thì chỉ giá sinh viên. Ok, thì tổng kết lại với một cái mức giá đâu đó dành cho sinh viên khoảng hơn 400.000, các bạn có cho mình một con bàn phím cơ full size, phải gọi là ngon hết nước chấm. Và bạn thực sự là các bạn không tìm được con bàn phím cơ full size nào mà là cơ thật với mức giá hơn 400.000 có thể vượt qua được con K90 này. Thì mọi thông tin về sản phẩm đứng ở bên dưới video. Bạn nào quan tâm thì comment bấm vào đường link bên dưới của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.